mình sẽ làm là video tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy ý nghĩa, hãy cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy ý nghĩa, hãy cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé.